là máy bay đa năng thế hệ 4, tiêm kích MiG-35 có hệ thống điện tử hiện đại và hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm cả radar màng pha điện tử chủ động pha Zhongzhou Huahe có thể phát hiện nhiều mục tiêu. Hệ thống radar này có khả năng chống lại các cuộc tấn công điện tử và giúp gia tăng phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 200 km trên không và 60 km dưới mặt đất, xa hơn nhiều so với các loại radar do Nga sản xuất trước đây. Pha Zhongzhou Huahe có thể hoạt động đồng thời ở chế độ không đối không và không đối đất, xác định được liệu mục tiêu đơn lẻ hay theo nhóm, truyền dữ liệu và chia sẻ thông tin cho các máy bay khác. Súng chính, một pháo 30mm GSH-30M1 với 150 viên đạn, giá treo vũ khí, 9 giá treo vũ khí, 8 dưới cánh và 1 dưới bụng. Tên lửa không đối không, 4 Nga-10 Halamo, G-27G, G-27T, G-27H, G-27E, hoặc 4 Nga-8 Abhi, G-60M, hoặc 8 Nga-11 Acher, G-73E, G-73M, G-74M, hoặc 8 Nga-12 Hader, G-77. Tên lửa không đối hải, 4S, 17 ton, KH-31A, KH-31P hoặc 4S, 14 ke, KH-29T, KH-29L hoặc 4 quả KH-35, tên lửa không đối đất. Các loại tên lửa S-8, S-13, S-24, S-25L, S-250 không điều khiển và dẫn đường bằng laser. Phi đoàn, 1 hoặc 2 với phiên bản MiG-35D chiều dài 17,32m, sải cánh 12m, chiều cao 4,44m, diện tích cánh 42m, trọng lượng rỗng 13.500kg, trọng lượng cất cánh 18.500kg, trọng lượng cất cánh tối đa 29.700kg, 76.059 lb, động cơ 2X động cơ phản lực LiMoZZ-33MKOVT, lực đẩy 8.300kg mỗi. Ngoài hệ thống radar tối tân, MiG-35 còn được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt LiMoZZ-33MK giúp máy bay đạt tốc độ tối đa 2.560 km/h. Phạm vi bay mà không cần tiếp nhiên liệu lên tới 3.500 km, bán kính chiến đấu 1.000 km, với 9 mẫu cứng, MiG-35 có thể mang theo nhiều loại tên lửa, rocket và bom, trong đó có tên lửa chống hạm với đầu dò radar chủ động, tên lửa chống radar và bom dẫn đường. Pháo nòng 30mm MiG-35 còn được tích hợp hệ thống định vị quang học, ULS. ULS cùng với radar của máy bay sẽ tạo nên một tổ hợp mắt thần hoàn hảo để giúp tiêm kích có thể tác chiến hiệu quả trên chiến trường hiện đại khi cung cấp hình ảnh hồng ngoại của đối phương. Người Nga tin rằng, cảm biến ULS sẽ rất hữu ích trong việc chống lại các máy bay cùng loại như F-16 và Dassault Zafone.